điều ít biết về cô em chồng ghê gớm, nặng hơn 100kg trong Về Nhà Đi Con. Trong phim Về Nhà Đi Con, Liễu Thủy Tiên là em gái của Khải, Trọng Hùng, em chồng của Huệ Thu Quỳnh. Liễu làm shipper nhân viên giao hàng, cho cửa hàng bán đồ ăn sẵn của chị dâu. Kể từ khi xuất hiện trên màn ảnh, bất kỳ cảnh quay nào cũng thấy cô nàng tay bốc miệng nhai, mặt thường xuyên nhăn nhó, ăn nói cắm cỏ. Đang làm thuê cho chị dâu nhưng Liễu thường xuyên có những lời lẽ hôn láo, và thường dựng chuyện nói xấu chị dâu với anh trai. Thậm chí, Liễu còn ra sức bênh vực anh trai mình, bất chấp Khải ham mê cờ bạc khiến vợ sảy thai. Bởi lẽ đó mà dù thuộc tuýp nhân vật phụ, nhưng sự xuất hiện của cô em chồng này lại luôn khiến khán giả cay mắt. Sau khi biết anh trai bị Dương, Bảo Hân em gái Huệ đánh, Liễu định tìm đến nhà để cho cô bé này một trận, dù biết nguyên nhân là do Khải ham mê cờ bạc rồi đẩy vợ dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên, đỉnh điểm là ở tập 11, nhân vật Liễu khiến khán giả bức xúc khi nói với chị dâu với thái độ vô cảm, đàn ông đi đâu chẳng lấy được vợ, đàn bà bỏ chồng thì vứt, sảy thì cũng sảy rồi, thích thì đẻ đứa khác, mà không thích đẻ thì để anh tôi đi tìm thằng con trai. Trong tập 12, một lần nữa Liễu lại khiến người xem ức chế không chịu nổi. Cô em chồng gọi cho chị dâu nói, bây giờ chị vừa lòng chưa, anh tôi ra nông nỗi này là do chị đấy. Chị đừng có ở bên nhà ngoại mà lá ngọc cành vàng nhớ, chị có biết anh ấy bị tai nạn ngoài đường không ai đoái hoài không? Cái thứ vợ kiểu gì đấy hả? Chưa dừng lại ở đó, khi chạm mặt Huệ, Liễu tiếp tục buông lời xúc phạm chị dâu khiến anh trai phải đuổi khỏi nhà, hay là đợi đến khi anh tôi chết chị mới tặng anh tôi vòng hoa. Lúc anh tôi bị tai nạn chị ở đâu, chẳng phải lúc đó chị chăm bố còn gì. Trong tập 18, Liễu chính là người đã gọi điện ton hót với anh trai chuyện một ông khách ăn mặc trải chuốt thường xuyên đến mua hàng nhưng thực ra là lấy cớ để gặp chị dâu. Ở tập 19, Liễu lại thêm lần nữa nhồi nhét vào đầu anh trai sự nghi ngờ. Anh không biết hôm đó sau khi người khách đó đi, vợ anh hồn siêu phách lạc luôn. Nếu sắp tới anh mà không trông chừng vợ anh thì sắp tới anh sẽ biến thành con trâu, đầu anh sẽ mọc thêm hai cái sừng. Chính vì những lời này mà Khải ghen tuông vô cớ, ngày càng ăn nói cục cằn với vợ, thường xuyên đến quán của vợ để giám sát và khó chịu khi vợ ăn mặc đẹp. Lối xây dựng nhân vật cùng những tình tiết ngày càng được đẩy lên cao trào, đã khiến nhân vật Liễu trở thành cái tên bị ghét nhất trong Về Nhà Đi Con. Trên trang fanpage của bộ phim, không ít khán giả đã dùng những câu từ khá nặng để bày tỏ thái độ đối với vai diễn này. Phần đa đều cho rằng, cô em chồng này là trung tâm của mọi sự rắc rối và con gái mà không được nết nào. Đã xấu người, xấu nết ăn còn xấu tính, phải trao cho bà đóng vai em chồng giải diễn viên xuất sắc và gây ức chế nhất phim, xem chỉ muốn đạp cho phát, tôi mà có đứa em chồng như thế này tôi đấm cho không trượt phát nào luôn, là những bình luận của khán giả. Tuy nhiên, những phản hồi gay gắt của khán giả dành cho nhân vật Liễu lại có thể được xem là một sự thành công của Thủy Tiên. Người đảm nhận vai diễn này, Thủy Tiên dù chỉ mới bén duyên với phim truyền hình, nhưng lại không hề xa lạ với khán giả khi từng đoạt giải cao ở cuộc thi Bước Nhảy Ngàn Cân và một số video ca nhạc. Thủy Tiên từng có thời gian nặng tới 127kg. Chính vì cân nặng đó mà cô nàng luôn sống trong tâm trạng của một kẻ dị biệt, thường xuyên khóc nhè và luôn luôn tự ti về bản thân. Đặc biệt, vì cân nặng mà cô đã phải ngậm ngùi chia tay người yêu và càng ngày càng sống khép mình hơn. Khi ra chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Thủy Tiên đã giảm được 40kg trong sự vui sướng vỡ hòa. Nhưng khi trở lại cuộc sống đời thường, cô bắt đầu tăng cân không kiểm soát. Cô nàng chia sẻ rằng, trước đây có lúc tôi nghĩ béo khỏe, béo đẹp, nên không có gì mà phải ngại. Nhưng quả thật, ngoại hình quá khổ cũng gây ra những bất tiện trong cuộc sống, trong công việc và cả chuyện tình cảm. Việc giảm cân quá khó khăn vì cứ giảm một thời gian cơ thể lại tăng không phanh, nên cô đã nghĩ đến việc can thiệp dao kéo để loại bỏ mỡ thừa. Sau đó cô đã trải qua 2 lần phẫu thuật để loại bỏ 13kg mỡ thừa, đánh đổi những lần chịu đau đớn, để có được sự tự tin cùng thân hình thon gọn hơn sau 4 năm, Thủy Tiên đã khiến nhiều người không còn nhận ra cô của cách đây 4 năm. Nổi tiếng nhanh chóng, một phần vì thân hình quá khổ, một phần vì nỗ lực giảm cân thành công, Thủy Tiên từng trở thành một hiện tượng. Ngoài việc tham gia đóng phim, quay quảng cáo, hiện tại cô còn lấn sân sang kinh doanh. Việc kinh doanh của cô cũng khá đặc biệt. Thủy Tiên chọn thời trang để kinh doanh, nhưng là thời trang dành cho những người có thân hình quá khổ như cô. Hà Tùng Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.